Nhân chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dân hương tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Tại đây, các đại biểu dành một phút mặc niệm chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3 và tri ân công sức, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ cứu hộ và khắc phục hậu quả của bão. Trong tiếng trống, tiếng chuông trang nghiêm, các đại biểu đã dân nước, dân hương, dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay. Sau nghi thức dân hương, đoàn công tác đã tham quan khu vực trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật tại đền thờ vua Hùng.